Kính chào quý vị và các bạn. Ngày thứ bảy ở miền Bắc trời chuyển nhiều mây lên nhưng mà không khí vẫn khá ấm. Nhiệt độ tại các điểm du lịch như thủ đô Hà Nội, thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn hay Hà Giang là từ 21 đến 24 độ. Thậm chí là một số điểm du lịch ở vùng núi cao như là tại Sapa hay Tam Đảo thì cũng không còn quá rét nữa với mức nhiệt là 14 đến 16 độ. Đến Tam Đảo vào dịp này thì quý vị sẽ được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên chìm trong màn sương mờ ảo. Đây sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn rời xa phố thị ồn ào, đông đúc. Cả 3 ngày tới, nhiệt độ đều ở ngưỡng là 15 đến 17 độ. Về trạng thái thì sẽ liên tục có sự thay đổi. Nếu như thứ bảy trời nhiều mây thì chủ nhật lại có nắng và thậm chí đến thứ hai thì trời lại chuyển mưa khi có không khí lạnh xuống. Quý vị lưu ý khi di chuyển trên các cung đường đèo núi. Ở Hà Tĩnh thì trạng thái nắng ấm cũng sẽ duy trì trong cuối tuần này và đây cũng là thời điểm thuận lợi để những kế hoạch du lịch ở ngoài trời. Nhiệt độ phổ biến là từ 24 đến 25 độ. Thời tiết sẽ có sự thay đổi vào thứ hai tuần sau khi mà trời chuyển mưa ngắt quãng. Nhiệt độ về đêm và sáng sớm chỉ khoảng 18 đến 19 độ. Khu vực Nam Bộ thì những cơn mưa trái mùa vẫn sẽ duy trì vào chiều tối của ngày thứ bảy. Mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông. Cục bộ sẽ có những điểm mưa to, có thể đi kèm với đó là dông gió giật mạnh. Những cơn mưa trái mùa cũng sẽ tiếp diễn về chiều tối trong cả hai ngày cuối tuần ở Vũng Tàu. Nếu như quý vị có dự định đi biển hay là các điểm đến ở ngoài trời, thì quý vị ưu tiên vào ban ngày, từ sáng đến chiều khi mà có nắng. Đến thứ hai thì trời sẽ nắng hoàn toàn. Và nhiệt độ trong những ngày này thì rất là vừa phải, chỉ khoảng từ 30 đến 31 độ, không khí mát mẻ, dễ chịu. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số địa điểm du lịch khác trên cả nước.